Annyeonghaseyo, mình xin chào tất cả các bạn. Đoạn video này Trang sẽ trả lời câu thắc mắc của một bạn trên Facebook. Thay vì mình nhắn tin trả lời cho bạn ấy thì cũng hơi khó hiểu, với lại không có diễn đạt được hết tất cả các ý của mình muốn nói. Cho nên mình sẽ copy những cái nội dung mà bạn đó hỏi và Trang sẽ giải thích cho các bạn cùng học luôn. Bạn hỏi là: chị ơi, cho em hỏi na bồ cô với lại na hành thê. Na bồ cô với lại na hành thê, na e kê, ba cái cụm này có bằng nhau không? Và có một cái em không biết dùng thế nào. Thì bây giờ trước tiên mình sẽ trả lời cái câu đầu tiên, đó là na bồ cô, na hành thê, na e kê, thì ba phần này đều bằng nhau. Nhưng nó khác nhau ở chỗ nào? Đó là na bồ cô này là mình dùng trong văn nói nhiều. Na bồ cô là mình có thể dùng cho những người mà ngang tuổi mình hoặc là nhỏ tuổi mình, chứ không được dùng với người lớn ha, tại vì nó hơi bất kính một chút. Na bồ cô, hoặc là khi mà các bạn không thích cái người đó và mình nói lại cho người khác nghe thì mình có thể nói là na bồ cô, nó cũng bằng với nhau. Nhưng mà trong văn tiết các bạn nên dùng na e chê, trong văn nói các bạn nên dùng na thê, na bồ cô cũng được nha. Thì đây là thứ nhất. Thứ hai là cái phần mình sử dụng mới, trường hợp thứ ba nó bằng nhau. Rồi bạn hỏi là có một cái em không biết dùng thế nào. Các bạn cùng xét theo ví dụ thứ nhất của bạn đó nhé. Giám đốc bảo cậu An mai ở nhà nghỉ. Cái câu này á, nếu mà lúc đầu trên tưởng mai ở nhà nghỉ là ở nhà, mai ở nhà nghỉ ngơi chứ không phải là mai ở nhà nghỉ, không phải là do con các bạn nhé. Mới đầu mình nghĩ là nhà nghỉ không ạ. Giám đốc bảo cậu An mai ở nhà nghỉ ngơi. Giám đốc là mình nói là sát chân nhiều nè, đúng rồi, là bảo bảo cậu An. Nếu mà mình bảo thì đây là dạng câu mở lệnh đúng không ạ? Mà CEO, UCO thì cái đuôi mình sẽ dùng ra của hà tạp bảo là này, cái đuôi này, mệnh lệnh ra của hà tạp. Nếu như động từ mà có bắt chim thì các bạn sẽ cộng với ư đà cố hà tạp, còn tại suy tà đây là động từ nghỉ ngơi nó không có bắt chim cho nên chúng ta cộng với ra của hà tạp, ra của sẽ bảo là có bắt chim thì ư ra của hà tạp nhé. Giám đốc bảo bảo ai, đối tượng ai, đối tượng là cậu An cho nên mình phải dùng là ek hành thê, an si ek, an si hành thê. Nè, ngày mai nè ở nhà nghỉ ngơi. Ở nhà thì mình dùng chi đề so chứ không phải là chi đề, mẹ chi đề so nghỉ, nghỉ đây mệnh lệnh mà bảo là nghỉ, nghỉ ngơi. Chi đã có hết vậy. Sao chẳng nghĩ anh chị anh thề mẹ chị về gió chị là cô hình sợi ạ. Câu này là câu hoàn thiện nha. Cái này em hiểu nhưng câu dưới không biết dùng ra sao. Câu dưới của bạn là giám đốc bảo tôi, có hai đối tượng bảo tôi là bảo với An á, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi. Giám đốc bảo tôi thì cái cũng sao chẳng nghĩ đúng là bảo tôi là na hành thề. Rồi nhược kêu bảo với An là an xì kê, tôi bảo với An an xì kê. Các bạn có thể mở ngoặc như này. Sao đang nhìn nhỉ? Nam thề an xì kê, ngày mai nè ở nhà xì bè xó những người xì xì tạ xì là cố hết sẻ. Nếu mà bảo tôi bảo với An lại thì mình có thể dùng như thế này: làm thế an xì kìa. Mình vẫn giữ nguyên cái phần này nha. Sao như như là về an xì cái này chứ về so xì đâu có cái xài à. Thì câu này mình dùng như thế là đúng ha, chỉ sửa lại chữ sơ nữa là ok rồi. Vậy là mình đã trả lời xong thắc mắc của bạn. Hy vọng là cái đoạn video này sẽ giúp được cho bạn hiểu về cái phần này nhé. Con nói cho tạm biệt các bạn, anh nhân từ gì đó.